Ok, hello tất cả các bạn nha. Thì chúng ta chính thức được quán game ARK của mình nha các bạn. Series ARK cuốn như bánh cuốn các bạn. Thì mình sẽ chiến tiếp tục á. Ở trong cái tập trước mình đã tiến hóa cái con rồng Rim Vivain của mình lên Infernal Vivain đó các bạn. Và hiện tại cái máu của nó nè, cho các bạn xem nè, 18 triệu máu, 18,9 triệu máu nha các bạn. Là coi như tầm khoảng chừng 19 triệu. Nếu mà cái hệ này mà các bạn tiến hóa thêm một bậc nữa mà lên tới cái hệ đờ anh nào các bạn thì mình nghĩ cái lượng máu của nó có thể là lên 100 triệu máu luôn á. Thì hiện tại bây giờ mình đang phân vân là không biết là nên tiến hóa lên cái con rồng sức mạnh Fire Vivain hay là cái con rồng Poison các bạn. Thì mình dự định là sẽ tiến hóa lên cái hệ Poison Vivain đó, đờ anh nào Poison Vivain. Nhưng mà có nhiều bạn nói với mình là ôi ơi anh ra offline anh mà tiến hóa cái lên cái con này ha, anh sẽ hối hận suốt cuộc đời luôn. Kiểu mà hối hận suốt cái series này luôn. Các bạn biết tại sao không? Cái con Poison này có khả năng là nó sẽ quánh cái độc của các bạn. Là nó chỉ tăng 800 điểm thôi. Giống như mấy cái con hệ độc kia. Các bạn nhớ mấy con hệ độc kia là hầu như con nào nó cũng quánh lên 800 điểm á. Mà cái con này mà chúng ta tiến hóa hai bậc mà nó quánh có 800 điểm là chết luôn các bạn. Kiểu mà coi như là sắp mặt luôn á. Nhưng mà theo ý kiến của mình ha, theo cái quyết định của mình á là mình vẫn muốn tiến hóa lên cái con Poison này nha các bạn. Tại vì trước đó mình đã từng chơi qua cái mod Eternal á, mình nghĩ là cái con Poison này khi mà chúng ta tiến hóa lên hệ đờ nào á là nó quánh rất là kinh khủng, cái lượng tu bò nó quánh kinh khủng luôn á. Vì đó là mình vẫn muốn quyết định các bạn thử một lần coi nó như thế nào á. Còn nếu mà cùng lắm mà nó mà quánh mà nó bị phế á, chỉ có 800 điểm á thì con này coi như là chúng ta làm vật thí nghiệm các bạn. Rồi xong rồi chúng ta quất nó một góc luôn. Kiểu mà coi như là cho nó bỏ nó vô sọt gác luôn á. Tại vì nó quánh có 800k. Ủa 800 tu bò là yếu lắm luôn á. Nhưng mà mình nghĩ là con này chắc nó quánh tu bò chắc cao á chứ không 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 yếu đâu. Thì thấy là quyết định á, quyết định chơi lớn luôn. Người ta gọi là kiểu mà liều thì ăn nhiều các bạn, còn không liều thì ăn ít. Mình là thích liều các bạn. Mình sẽ làm liều luôn. Rồi bỏ mấy cái đồ này đi. Bây giờ mình sẽ gom đồ ha. À, còn thiếu mấy cái Dino hết. Dino hết là thiếu trái tim các bạn. Rồi, ở đây trái tim chúng ta rát được nè. Được 90 trái tim nữa. Cho nó ráp lên cái máy này kiểu mà nó cảm giác mình thấy nó bị lỗi cái gì á. Rồi ok đó. Rồi nó ráp một lần được có 500 miếng thịt thôi á. Rồi có trái tim rồi. Đây mình bỏ trái tim vô. À, ở đây nó có cái hệ Lightning nữa nè các bạn. Hệ Lightning là sấm sét á. Sấm sét thì hình như là quánh cũng lên turbo á. Nhưng mà mình vẫn quyết định là sẽ quánh tiến hóa lên hệ độc á. Thử quyết định thử một lần thử nó như thế nào. Bây giờ trước khi mà tiến hóa lên hệ độc mình sẽ test thử nha các bạn. Con này hôm qua là hình như là mình nhớ là quánh là được 170 mấy ngàn á. 177 ngàn đam. Xịn chưa? Đó, 177 ngàn đam nha các bạn. Làm sướng. Tiến hóa mèo 10. Hãy bôi xanh nha các bạn. Quyết định nha, không hối hận nha. Mình là không hối hận đó. Rồi, cho nó tiến hóa lên là ok. Nhìn con rồng cái màu này đẹp quá ha. Đó, đây mình chụp hình lại. Rồi. Trong thời gian chờ đợi thì các bạn nhớ kéo xuống cho mình một like, một lượt subscribe nhé các bạn. Bạn nào yêu thích series ARK này của mình thì nhớ kéo xuống like giúp mình một cái. Tại vì những cái like nhỏ nhỏ của các bạn thôi nhưng mà là động lực rất là lớn nha các bạn. Để mình có động lực làm video cho các bạn xem. Đó. Lên cái hệ độc nè.
Con này hồi đó mình đặt tên nó là gì vậy? Bá Dương Độc Dược nha bạn. Gì đó? Chị chạy, chị chạy, chị chạy. Con ơi, bình tĩnh. Đáp xuống con ơi. Đúng trâu, đúng trâu. Nó luôn con ơi. Trời ơi. Thôi anh các bạn. Thôi anh là tôi leo lên kẹp. Ôi ôi, cái kích cỡ của gọng này nó bự. Bỏ nha mày. Rồi xong. Rồi để mình lấy cái autolic vô đó. Chút xíu nữa các bạn. Có biến gì cả là chết tôi chết đó. Đó, quá ngon luôn. Chế tạo cái skin cho nó nữa là ngon lành. Ây da, để kiểm tra thử nha các bạn. 58 triệu máu rồi đó. Các bạn thấy chưa? Thấy sự kinh khủng chưa? Mới đó mà lên 58 triệu máu. Nhưng mà sao mà mình có cảm giác, có cái linh cảm giống như là cái bạn fan kia nói đúng đó các bạn. Sao mà tôi thấy nó quánh, nó phun thằng kia mà nó không có xỉu. Poison Viven. Còn thiếu Dino hết. Rồi. Ủa mờ biến thịt luôn các bạn ơi, ngon quá. Rồi, 23 miếng thịt rồi đấy ha, mình đem theo 23 miếng thịt. Đó, này chúng ta lỡ mà gặp khủng long nào xịn xịn thì bắt luôn. Nếu mà để cái skin này vào thì chúng ta sẽ không có giáp các bạn. Và nếu mà để này thì nó sẽ mặc được giáp. Thôi, mình nghĩ là mặc được giáp đi ha, nó sẽ ngon hơn. Còn để cái skin thì nó sẽ không có giáp. Rồi, cái quan trọng nè. Bây giờ mình sẽ bay ra ngoài cái thế giới ngoài này. Để test thử cái turbo thử. Nè cái con gồng điện này nó có turbo nữa các bạn. Rất là ngon. Ngon. Ngon ngay nha các bạn. Ui. Bắn nhẹ cái lên cả triệu turbo các bạn. Thấy không? Đôi khi mà chúng ta cái gì cũng phải liều một phen các bạn là cuộc sống nó khác liền. Đấy. Mấy ông thấy chưa? Để có nhiều bạn nói là anh em trai ơi, đừng có tiến hóa lên, tiến hóa lên là anh sẽ hối hận.
Hãy tiến hóa lên gồng phai chứ bạn, gồng lửa chứ đó. Đừng có tiến hóa lên gồng độc, tại vì nó quánh có 800 thôi đó, nhưng mà mình vẫn chấp nhận test thử nha bạn. Thì cùng lắm thì chúng ta bỏ con gồng thôi đúng không? Nhưng mà đấy các bạn thấy chưa, giờ ngon rồi. Bây giờ muốn bắt con nào là bắt à, đơn giản luôn á. Này các bạn xem nè, đó 1.900.000 tu bò rồi các bạn xem nè, phun hai cái thôi là nó đi rồi. Nhưng mà sao lắc quá ta, ôi rồi trời bò lắc quá nha các bạn, nó đang lót mót. Ôi nó đang lót mát đấy các bạn, lót mát chứ không phải lót mót, lắc quá. Mà đổi lại cái con này nó quánh, con kêu này chết, con kêu này thì tới đâm heo luôn. À, không con nào có thể là chịu nổi sức mạnh của cái con rồng của mình đâu nhé các bạn. Nhưng mà bây giờ để lên được cấp là khó. Để lên được cấp cái con rồng của mình là khó vãi nồi luôn. God Defense 580. Ở đây có một mấy con God Defense này 580 nữa rồi. Có muốn bắt không? Hay là chúng ta kiếm 600 hả bác? Mình nghĩ là nên kiếm 600 đi ha. Sáu bốn trăm mấy à, 480 à, con này đam, ôi con này đam 93 lần nè. Ba triệu bảy tôi bò các bạn. Nói chung là cái con cộng đồng này chúng ta cũng không cần tăng đam các bạn ơi, mình chỉ cần tăng máu thôi. Và chơi cái lò thuốc độc á. God Vivian.
giết theo kiểu này không được tính lên cấp các bạn, cực quá. Con này tới điểm đam nó tới 93 lần nè. Thật sự là mình cũng chả muốn bắt con này luôn á. Tại vì tính kiếm cái con level 600 á, bắt cho nó đã. Này bắt tạm nữa ha, chứ mà cái chỉ số đam có 93. Ồ con này đam có 43 các bạn, chỉ số đam nó 43, hàng chi con gồng độc nó yếu. Như vậy là mình đã kể được thêm cái con rồi. Ui, ui con gọc này mạnh lắm nha. Cái con God Vivant này là mạnh lắm nha các bạn. Con này nó phun ra cái lửa kiểu mà dạng giống như lửa băng á. Nhưng mà mình nói gì nói mình không có thích theo nó quăng kiểu mà nó bắn lửa ra theo cái kiểu phun lửa này các bạn. Nó phun giống như cái con gồng độc á nó mới đã. Mình nghĩ là mình nên bắt thêm một con gồng ghim nữa nha bạn. Nên bắt thêm một con gồng ghim nữa. Rồi xong mình tiến hóa nó lên cái hệ thú gì vậy? Dĩ dài mình dính cái gì? Mình dính cái hiệu ứng gì mà cấm bay vậy? Ghê quá vậy. Đó, phái chiêu bắn gì đó các bạn, chiêu bắn nó im á. Như vậy là phải bắt thêm một cái con gồng rim lại. Quá trời rồi các bạn ơi. Uổng 15 miếng thịt của mình. Thật sự mà nói là uổng thiệt luôn á. Uổng 15 miếng thịt rim của tôi. Quay dài các bạn ơi. Quay dài mình chế thêm mấy cái thịt rim á để bắt cái con gồng rim nè. Rồi xong rồi tiến hóa nó lên cái hệ lửa các bạn. Hệ lửa quánh đam nó cao. Chúng ta có con độc để đi bắt thú là ngon rồi. Giờ chúng ta cần thêm một cái con gây đam á. Đó, ví dụ như con rim này nè. Level 560 cũng được nữa nè. Hoặc là kiếm con 600 nữa, 600 nó sẽ ngon hơn.
Còn bắt cái con God Vivian này fail rồi, con này không im. Con God Vivian này nhìn nó đẹp á, đúng không các bạn thấy nhá, khi mà nó chiếu 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 á nhưng mà nó không được mạnh. Với lại các bạn đoán thử nha, ở đây mình hỏi, nếu mà mình cho các bạn đoán thử, các bạn nghĩ cái con gồng độc của mình mà nó quánh mấy cái con độc, mấy con độc lên turbo không? Bài test cho mấy ông đoán thử á. Mình thì mình nghĩ là chắc lên đấy các bạn. Ôi ôi nhìn nè, mấy nhìn con ui đẹp thế, đẹp chưa nè, cho đeo vô nè. Đó, nhìn cái con gồng của mình nè à. Đẹp ác chưa. Thôi, còn con này thì chắc là mình sẽ thu nó lại á. Con này không im, không phê. Con này mình không thích lắm. Trả yên lại đây. Thu nó vô quá cầu đi. Bắt cho biết vậy thôi à. Con này là God Vivian nha các bạn. Gồng ma. À, chúng ta có thể là rát cái trái tim này nè. Cái trái tim này rất là quan trọng. Mình cần khá là nhiều trái tim nữa. Ngon. Đó, được thêm 90 trái tim nữa. Còn cái này thì nó cần thịt đùi đúng không? Đùi thì nó sẽ bỏ thịt đùi vô. Đó, farm cái máy điện. Cái đó thì nó dễ các bạn, cái này nè. Cái này nó kêu bằng DNA, DNA. DNA Dino thì nó kiếm dễ. Việc chờ đợi nó rát thịt thêm một tí nữa. Alpha gọc. Rồi con này mình sẽ đổi tên lại thành Bá Dương Độc Dược đi, mình phái cái tên này. Đó, có con này là chúng ta có tất cả đó, có cả thế giới. Thôi đổi lại tên khác đi bạn. Đây. Có em là có cả thế giới. Tên chổng vái nổi. Chơi Bá Dương Độc Dược gì đó các bạn. Có con đó là chúng ta sẽ có cả thế giới đó. Muốn con nào là có con đó.
Quan trọng bây giờ là cần cái đùi rim này nè, cái đùi rim này mình đang rất là cần luôn á. Với rim loot đó, có được rim loot nữa là ngon. Năm miếng thịt. Rồi, ok. Ở trong cái series này của mình vẫn còn rất là nhiều thú nha các bạn. Mấy này là mấy con khởi đầu thôi đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta có được những con này rồi sau này để có được những con khác nó rất là dễ. Đây, hệ độc với hệ độc quánh thử cho các bạn xem nha. Hoài lên ngay và luôn nhớ các bạn. Sao một cái một và một triệu turbo. Bây giờ các bạn thấy giờ không ai có thể đỡ nổi luôn á. Châu không được mình. Mình nghĩ là nếu mà chúng ta bắt thêm một con rim nữa lên cái hệ lửa các bạn là chụp. Cấp độ 600 luôn. Ôi rồi, mình lấy cái búa mình chặt cái lên 500 mấy miếng thịt đùi các bạn. Ngon. Cái búa xịn có khác. Thêm con này thì cho nó ăn nhiêu đây được rồi. Nói chung là chúng ta cứ bắt thủ thả đi các bạn. Càng nhiều thú càng tốt. Để đề phòng bất chắc cho mình sau này á. Đó mà mình chẳng may mà có chết tào lao tầm bậy tầm bạ đó thì cũng có thú để mà chúng ta bay á. Chúng ta lấy lại được. Thôi đi thôi, đi kiếm con rồng rim mới được. Bây giờ mình đi bắt gồng, đi săn gồng là dễ. Dễ như là kiểu mà đi chợ các bạn. Đã quá đã luôn. Rồi rồi, giờ muốn bắt con nào ta? Xin so. Tự nhiên bây giờ bay tới khu này mình không sợ luôn các bạn. Không có sợ ông nào luôn á, chứ lúc trước tôi bay ngay khu này tôi đâu dám bay đâu. Sợ vãi chưởng. Giờ bước qua đây là một mình tôi chấp hết. Trong game này. Game này à. Cái bộ 520 thôi. 520 mình cũng không thích lắm đâu.
Giờ là chúng ta phải lựa nha bạn. Ôi 500 mình cũng không thích đâu. Trăm mà ta, 504 500. Thì nữa chắc mình tập trung mình chế kiếp bồ quá bạn ơi, đang lên thời á. Đi bắt mấy con tô xít được. Rồi, như vậy là chỉ có được cái con rồng đó thôi. Tám, 406. Lựa, bây giờ chơi là phải chơi lựa. Con này 500. Hết luôn rồi đó. Ui da. Ui da, Duka Dodo nó nổ. Con này 506 nè bạn, 506 nhưng mà chỉ số đam của nó chỉ có 76 thôi. Con này 504 nhưng mà chỉ số đam nó tới 8.7. Ủa cái gì vậy? Bỏ luôn nha bạn. Thực ra mình không muốn bắt mấy con đó do cái chỉ số nó yếu quá. Con này 574. Gọc nó chỉ xuất hiện ở khu này thôi. Vivivan level 600. Vivivan màu đỏ. Không uổng công tao tìm mày nãy giờ, ngừng anh em. Qua đây, qua đây. Đó, hệ rim màu đỏ các bạn. Vãi nồi à. Được không các bạn? Xíu.
thấy không, không uống công nãy giờ mình tìm, chỉ số đam cũng cao nữa nha. Cô biến phải kiếm cái chỗ nào an toàn mới được các bạn ạ. Đó các bạn, mình đang lo lắng điều gì? Rồi, mình lo lắng là dưới đó có một con Silet kìa. Hơi sợ. Vậy là chúng ta đã có được con rồng này là ngon rồi. Bài vòng vòng kiếm thử rồi. Cái vùng đất bên đây nhìn cái màu nó tái quá thôi. Origin nhiều vãi chữ à. À, Beth Harry. Lắc quá. Tới qua đây là cái chỗ này là cái map nó load đó bạn. Qua khu sa mạc. Đi ra tiệm.
Mấy con gigan lửa đồ như này mình nghĩ chắc yếu không rồi. Nghĩ mấy con hệ elemental này chắc nó không mạnh được. Năm mươi sáu miếng thịt đùi à. Thôi quay về thôi, luyện cấp cho cái con đó các bạn ơi. Chắc mình năng thời lên từ từ mới được. Phải bắt mấy cái con Toxic nữa để làm cái bộ của mod Remo. Mạnh lên rồi, bắt đầu mình bá rồi. Bây giờ muốn ăn hiếp mình là không có dễ các bạn. Đây gắng cố gắng tập trung tiến hóa lên cái con hệ độc các bạn. Coi nó như thế nào. Ủa coi tiến hóa lên con hơi lửa chứ mình đã nhầm. Ba cho mấy miếng thịt đùi. Rồi đây, giết mấy xác con gọc đó mình sử dụng cái búa của mình mà chặt thịt đùi là bao phê luôn. Về thôi các bạn ơi. Trên đường về này thì mình sẽ ghé ngang bắt thêm một cái con Gigan Game nữa ha. Rồi bắt thêm một cái con Indominus Gate Game nữa. Để test thử coi cái con Indominus Gate Alpha mà tiến hóa lên hệ Rim. Coi thử cái con Rim mà khi mà chúng ta tiến hóa với cái con Rim ngoài tự nhiên á, coi con nào nó mạnh hơn. Mình thì mình nghĩ là cái con tiến hóa nó sẽ mạnh hơn. Mình sẽ bắt thử thêm hai con nữa, test thử cho các bạn xem á. Video quay không biết các bạn xem sao chứ mình thấy sao nó nhanh quá mấy người. Quay qua quay lại cái bốn mấy phút. Gần 50 phút nữa rồi mà chơi kiểu mà không quan tâm tới thời gian luôn á. Đó, đây là con Rim nè. Nào để mình test thử rồi cái con Rim ngoài tự nhiên với cái con Rim chúng ta tiến hóa. Con nào mạnh hơn? Con này thì nó yếu rồi, con này chỉ có 480 thôi.
Nó lại 300 mấy. Trời ơi. Con quỷ phi gót. Mày nhớ cái mặt tao nhá. Chút xíu nó ăn nguyên cái cục đó là thấy quả tới rồi các bạn. Con rim này 540 cũng được nè. Con này 540 cũng được đó các bạn. Nhưng mà các bạn xem cái con rim gigant này, không có con gọng này là mình không biết thế nào để bắt được nó luôn á. Thấy chưa? Các bạn hãy xem lượng turbo của nó chưa? 40 triệu turbo. Thôi con này nó thiên về ăn uống, mình không muốn. Chúng ta phải bắt cái con nào mà chỉ số đam nó cao tí. Là chỉ số đam có 63. Đam thấp quá nói chung mình cũng không khoái nữa mà. Griffin đen. Nè con. Con này di chuyển nhanh thấy ghê. Rồi ok. Đó. Thấy chưa? Bạn xem này. Hệ rim màu đỏ. Ấy chưởng. Đó. Nó là hệ rim với bạn, rim V-Van nhưng mà lại là màu đỏ. Và vì vậy
79 triệu máu rồi nha các bạn. Con này nếu mà tăng full lên cũng lên cả 100 triệu đó, chứ không ít đâu. Còn thiếu một trái tim. Mình được mượn đỏ cái yên con bên đây ha. Quên. Nhớ là mình vẫn còn một cái yên. Rồi, không rồi. Đấy, càng ngày càng xịn nha bạn. Ok thôi được rồi, mình tạm dừng video tập này nha bạn. Tập sau chúng ta sẽ chiến tiếp tục. Tập này mình làm năm mấy phút thôi. Mình uống miếng nước đi rồi chúng ta chiến tiếp á. Tập sau mình sẽ đi luyện cái con gồng Rim Vivian này của mình. Xong rồi chúng ta sẽ tiến hóa lên thử cái hệ lửa các bạn. Đờ anh nào lửa thử coi cuộc sống nó như nào á. Mạnh lên từ từ rồi đó. Nhưng mà tập trung chế cái kiếp bồ các bạn. Chế mấy kiếp bồ toxic nè. Rồi cái bộ tô ship để chúng ta lên thời. À chế được rồi nè, còn thiếu cái Dino S thôi, thiếu Dino S. Vậy là phải đi kiếm đồ đồ để mà cho nó có trứng á. Bắt mấy cái con đồ đồ về cho nó đẻ trứng. Chúng ta sẽ có trứng Dino S. Đang ốp. Ôi da. Ôi da, ở đâu vậy, ở đâu vậy? Do Element Fire. Trời, cái con chó điện của mình nó đâu tự nhiên nó bị cái con ngọc lửa giết chết các bạn. Hết hồn. Không phải nhà mình đúng không? Con chó điện lạc lội đâu á, tự nhiên bị giết chết. Thôi được rồi, mình tạm dừng video này nha. Tập sau chúng ta chiến tiếp tục. Yêu thích series video này của mình thì các bạn nhớ cho mình một like, một lượt đăng ký nha các bạn. Để mình có tinh thần làm nhiều nhiều tập cho các bạn xem nhá. Bye bye các bạn.